đến với chuyên mục những quán ăn ngon của blog Việt Food. Đến với mảnh đất Hạ Long buổi tối có gì ăn, phải nói là rất nhiều món ăn ngon để các cú đêm nhà ta thưởng thức đấy. Sau đây thì blog Việt Food sẽ chia sẻ với các bạn địa chỉ 10 quán ăn đêm ngon nhất ở Hạ Long để bạn tham khảo và chọn ra quán ăn phù hợp với mình nhất nha. 1. Quán ăn đêm Quỳnh Thư, chuyên miến và xôi xéo. Quán ăn đêm Hạ Long này bán ở vỉa hè và chỉ bán vào chiều và tối. Quán Quỳnh Thư nằm ngay bên cạnh hàng sữa chua và đối diện khu lẩu dê Nhất Ly. Quán ăn đêm Hạ Long Quỳnh Thư khá đông khách vào buổi chiều tối và đặc biệt là miến ở đây rất dai và giòn. Lươn rán thì khá thơm nhưng thái miếng hơi to nên là rán xong dính vào nhau, lúc trộn với miến thì hơi khó một chút. Nhưng bù lại thì lươn được chiên giòn và đậm đà mùi vị. Miến trộn có kèm cả rau răm và lạp rang, được cho thêm gia vị khiến cho món chua chua ngọt ngọt. Nếu bạn nào thích trộn thêm nhiều rau thơm thì có thể bảo chủ quán cho thêm. Thông tin quán ăn đêm Quỳnh Thư, địa chỉ 97 Kênh Niêm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, giờ mở cửa từ 14 giờ đến 2 giờ sáng, giá thành từ 20.000 đến 50.000 đồng. 2. Quán miến ngan Cô Thủy. Nhắc đến món ngan thì chắc chắn ai ở Hạ Long cũng biết đến miến ngan Cô Thủy. Trước đây thì cô bán ở bến tàu, giờ phải chuyển về đường Cái Răn. Ngan được luộc vừa chín tới nên ăn rất ngọt. Bún ngan và miến ngan được cô chế biến rất vừa miệng, ăn kèm với muối ớt hợp khẩu vị. Trước cô bán ở bến tàu, quen khách nên hơi khó tính, nhưng khi chuyển về đây cũng mất nhiều khách quen nên cô ấy trở nên dễ chịu hơn, chiều khách hàng hơn. Quán ăn đêm nổi tiếng Hạ Long này vẫn giữ chất lượng ngon, tuy nhiên thì không gian quán không được đẹp cho lắm. Các bạn nên ăn ở đây để thưởng thức vị miến ngan Cô Thủy nha. Thông tin quán miến ngan Cô Thủy, địa chỉ 233 Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, giờ mở cửa từ 18 giờ đến 1 giờ rưỡi sáng. Giá thành từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng. 3. Quán ăn đêm Bà Tị, bánh cuốn và xôi nóng. Quán Bà Tị, bánh cuốn và xôi nóng đã bán được hơn 20 năm. Quán ăn Hạ Long này chủ yếu bán vào ban đêm, có hôm tới 1-2 giờ sáng. Bánh tráng Bà Tị tráng cực mỏng và ngon. Chủ quán là Bà Tị tuy cao tuổi nhưng tay tráng lại nhanh thoăn thoắt. Bánh Bà Tị ăn chưa bao giờ có cảm giác bị bết bánh, nhân bánh rất là thơm ngậy bởi vị hành khô phi thơm. Địa bánh bày ra trông bắt mắt, đặc biệt là khi ăn kèm với nước chấm và rau thơm thì rất ngon. Cần tìm một quán ăn đêm Hạ Long cho ấm cái bụng thì hãy đến quán Bà Tị các bạn nha. Thông tin quán ăn đêm Bà Tị, địa chỉ ngõ 1 Cao Xanh, Trần Phú, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa từ 17 giờ đến 2 giờ sáng, giá thành 20.000 đến 35.000 đồng. 4. Quán bánh cuốn Bảo Huệ. Đây là một trong số những quán bánh cuốn lâu đời nhất tại Hạ Long, tính đến nay thì cũng đã tròn 20 năm. Bánh cuốn Bà Huệ rất có tiếng tại thành phố Hạ Long bởi bà tự tay tráng bánh phục vụ thực khách. Bánh cuốn tráng mỏng và ngon, nhân bánh thơm ngậy nhưng không ngán. Có rất nhiều loại để lựa chọn như là bánh cuốn nem, bánh cuốn thịt nướng, bánh cuốn chả mực, nhưng đặc biệt nhất đó là bánh cuốn trứng béo ngậy. Quán phục vụ rất nhanh chóng, giá cả đồ ăn hợp lý, phù hợp túi tiền của nhiều thực khách và địa điểm cũng rất thuận lợi, dễ tìm nếu bạn đang cần tìm một quán ăn đêm ngon ở Hạ Long. Thông tin quán bánh cuốn Bảo Huệ, địa chỉ 46 Cao Xanh, Trần Phú, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa 18 giờ đến 1 giờ sáng, giá thành 20.000 đến 40.000 đồng. 5. Quán ăn đêm Minh Tuấn. Các bạn có thể đến ăn Minh Tuấn ăn đêm già giải khát vào đầu giờ chiều, nhân dịp đi chơi ở bên Bãi Cháy qua đường Hậu Cần thì có thể ghé vào quán này. Ở đây món ăn rất rẻ, quán bán 24/24 cả ngày lẫn đêm. Quán nằm ngay sát sạt đường Hậu Cần ở đoạn gần với Nam Sơn. Món bún ăn khá ngon, ngan ăn cũng được. Quán ăn đêm Hạ Long Minh Tuấn có không gian thoáng mát. Số lượng ngan gà quán nhập về hàng ngày rất nhiều, chứng tỏ là quán rất đông khách, đặc biệt là khách Trung Quốc và ăn ở đây cũng nhiều. Thông tin quán ăn đêm Minh Tuấn, địa chỉ Hậu Cần Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, giờ mở cửa là cả ngày, giá thành là 30.000 đến 50.000 đồng. 6. Quán ăn đêm Dũng Phượng, chuyên phở bò và bánh cuốn chả mực. Phở bò ở Dũng Phượng rất là ngon, thịt bò vừa mềm vừa dai giòn, nước dùng thanh mát và vô cùng ngon. Chủ quán phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, thức ăn chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Địa điểm nơi đây cũng khá thuận tiện, không gian thoáng mát. Bánh cuốn chả mực được tráng mỏng và nhân bánh thì có hương vị đậm đà, rất là tươi ngon do mực được quán nhập trong ngày. Giá cả đồ ăn cũng khá rẻ. Các món rất ngon nhưng đặc biệt nhất chính là món bánh cuốn chả mực là ngon nhất ở quán ăn đêm Hạ Long này đấy. Thông tin quán ăn đêm Dũng Phượng, địa chỉ số 1 Đông Hồ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa từ 6 giờ đến 1 giờ sáng, giá thành là 20.000 đến 40.000 đồng. 7. Quán ăn đêm Bà Lan Béo, chuyên cháo bún và miến.
Đồ ăn tại quán ăn đêm Hạ Long Bà Lan Béo rất ngon lại còn rẻ nữa chứ. Không khí quán thì lúc nào cũng đông đúc bởi đây là một địa điểm vô cùng nổi tiếng tại chợ Vườn Đào. Quán ăn đêm Hạ Long này có vị trí rất dễ tìm, không gian quán thoáng mát, rộng rãi và có thể ngồi được nhiều người. Quán có rất nhiều món ngon nhưng đặc biệt nhất là món bún thập cẩm. Món gồm có bề bề, chả lá lốt, cá lóc chiên giòn, mực cực kỳ ngon và hấp dẫn. Chủ quán thì lại nhiệt tình và chu đáo với khách hàng. Đôi khi thì còn được khuyến mại thêm nếu như mà khách đi đông người. Vậy nên nếu có dịp đến Hạ Long thì nhất định các bạn nên ghé đến quán Bà Lan Béo chuyên cháo, bún và miến nha. Thông tin quán ăn đêm Hạ Long Bà Lan, địa chỉ 56 Anh Đào, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa từ 18 giờ đến 2 giờ sáng, giá thành từ 30.000 đến 80.000 đồng. 8. Quán ăn đêm Thảo Vân, chuyên cơm và lẩu nướng các loại. Thảo Vân cũng là một quán ăn đêm ở Hạ Long thu hút được nhiều khách du lịch tới đây. Món ăn tại quán ăn đêm Hạ Long này ngon, chất lượng tốt và đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không gian rộng rãi thoáng mát, đội ngũ nhân viên ở quán Thảo Vân phục vụ lại chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo. Cơm được nấu rất ngon, vừa chín tới, lẩu nướng thì lại có gia vị đậm đà do được tẩm ướp nhiều loại gia vị đặc biệt. Vị bùi bùi cay cay của món ăn rất hợp với không khí mát mẻ khi ăn vào ban đêm. Chắc chắn thì các bạn nên ghé tới quán ăn đêm Hạ Long Thảo Vân khi cần ấm bụng nha. Thông tin quán ăn đêm Thảo Vân, địa chỉ 180 Giếng Đồn, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa là 18 giờ đến 2 giờ sáng, giá thành khoảng từ 20.000 đến 150.000 đồng. 9. Quán phở gà và bún sườn chua. Quán phở gà và bún sườn chua thường bán vào ban đêm ở Hạ Long. So với các quán bán cháo phở đêm ở khu vực trung tâm thành phố Hạ Long thì quán này có chất lượng món ngon hơn hẳn, đặc biệt là phở gà. Nơi đây có đường phố khá rộng rãi thoáng mát, lại không đông đúc nên là chỗ để xe thì rất rộng. Và ban đêm ở quán rất là mát mẻ vì có hẳn một vỉa hè rộng trước mặt. Phở ở đây tươi, gà ngon, thịt và da gà rất giòn và dai. Chủ quán trẻ, khá xinh và thân thiện. Thông tin quán phở gà và bún sườn chua, địa chỉ 169 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa từ 5 giờ đến 1 giờ 30 phút sáng, giá thành từ 20.000 đến 40.000 đồng. 10. Quán ăn đêm Rượu Huy, bún phở bò Nam Định. Ở Hạ Long về đêm thì bạn cũng có thể đến bún phở bò Nam Định rất tươi ngon. Thêm vào đó thì thịt bò dai và giòn, nước dùng lại trong và ngon. Chủ quán thì vô cùng xinh và thân thiện, dễ gần. Ngoài ra thì quán ăn đêm Hạ Long này còn có món vịt om sấu với nước lẩu đậm đà thơm ngon, giống như vịt cà ri. Vịt được xào sơ với gia vị nên ăn rất vừa miệng, không hôi. Hơn nữa thì còn kèm nước cốt dừa, gừng và sấu chua nên vị đặc biệt béo ngậy. Rau sống thì được rửa sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Điểm cộng của quán ăn đêm Rượu Huy là địa điểm thuận tiện và thoáng mát. Thông tin quán ăn Rượu Huy, địa chỉ 178 Giếng Đồn, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa từ 6 giờ đến 2 giờ sáng, giá thành là 20.000 đến 100.000 đồng. Trên đây là 10 quán ăn đêm ngon nhất nhì Hạ Long. Các bạn hãy nốt lại và chia sẻ cảm nhận của mình khi tới ăn tại các quán này nha. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Blog Việt Food. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.